của cuộc đời, Chúa luôn đồng hành bên mỗi người chúng ta. Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang, trên con bước không bao giờ lảo đảo. Để có thể vượt qua những sóng gió đó, chúng ta cần phải có niềm tin vững chắc. Vâng, niềm tin vào Thiên Chúa sẽ giúp ta đứng vững trong mọi thử thách của cuộc đời. Xin mời cộng đoàn cùng hướng về sân khấu để chờ đón tiết mục múa Niềm Tin và Cơn Dân Tố của các bạn trẻ giáo xứ Ngạn Sơn. Xin chào các bạn. Để hồn người thắm tươi hơn, cho đi cả kiếp người.